Trang Pháp và kiếp nạn ở chị đẹp, thị phi bùa vây nhưng fan ngày càng nhiều. Trang Pháp liên tục bị kéo vào loạt thị phi liên quan đến lệ quyền Emily và cả giám đốc âm nhạc Itap. Dù luôn là tâm điểm của Rama, thế nhưng khán giả ngược lại càng thêm yêu quý nữ ca sĩ tài năng này. Sau nhiều năm im ắng trong bít, Trang Pháp đã có màn comeback cực ấn tượng với chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Không những thế cô còn trở thành một trong những chị đẹp nổi nhất sâu, Trang Pháp liên tục nhận cơn mưa lời khen sau từng tập phát sóng. Vì không những tài năng xinh đẹp mà còn nôi nỗ lực tâm huyết hết mình với tất cả các màn trình diễn. Thế nhưng điều mà trang pháp không mong muốn nhất lại có thể ập vào người cô, đó là loạt drama từ phát ngôn của Lệ Quyên, Emily và đi Táp. Bị cho là người mà Lệ Quyên ám chỉ ham hố thèm khát vinh quang, Lệ Quyên tưởng khiến khán giả bất ngờ khi đăng đàn tâm thư dài ẩn ý ám chỉ ai đó đang cố tình trèo lái mọi thứ phá hỏng công sức của mọi người sau chị đẹp. Nữ hoàng phòng trà ám chỉ cá nhân ham hồ thèm khát vinh quang, bất chấp vứt hết nỗ lực của người khác để làm bàn đạp. Cộng đồng mạng liên tục đoán ra đoán non, nghi vấn hết người này người khác. Trang Pháp không may lại là một trong số những người nằm trong danh sách đó. Thế nhưng đáp lại nghi ngờ Trang Pháp chỉ nặng nặng gửi lời cảm ơn lệ quyên trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, khán giả cũng khẳng định Trang Pháp không thể là người mà nữ hoàng phòng trà muốn đánh đồng. Bởi lẽ nếu thực sự thèm khát hào quang nổi tiếng, cô đã không sống ẩn suốt nhiều năm qua. Hơn ai hết khán giả hiểu giọng ca chỉ là cực kỳ hiền lành, nhẹ nhàng, ôn hòa và dễ thương. Bị rèo tên trong bài đăng ẩn ý của Emily. Cụ thể trong bài đăng Emily chia sẻ quá trình làm nên tớt mục ước gì mưa phi trường. Bài đăng khá dài kể lể, khen ngợi về các chị đẹp cùng đội với Emily gồm Lệ Quyên Hồng Nhung Huyền Baby. Nhưng khi Emily viết về trang Pháp, cư dân mạng không khỏi giật mình vì ẩn ý chê bai đảm chị. Cụ thể Emily nói rằng cô biết Trang Pháp muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng nên đã tin tưởng sao Trang Pháp làm nhiệm vụ nằm nhạc với đi táp. Tuy nhiên cũng theo lời Emily nói thì Trang Pháp làm việc chẳng tới đâu, mọi thứ cứ dối nùi, phải đến khi Emily tất tả chạy đến tìm đi táp thì mọi thứ mới xong xuôi. Cũng nhờ câu chuyện này mà bà Hoàng Rama Emily lại nhận thêm nhiều gạch đá từ khán giả. Ngược lại Trang Pháp ngày càng được khán giả yêu quý vì không chỉ tài năng mà còn rất khéo léo trong phát ngôn và cực kỳ khiêm tốn bị hậu bôi 4 năm tuổi nghề coi thường. Câu trả lời phỏng vấn của đi táp những ngày qua khiến cộng đồng mạng rợi sóng, có động chạm đến cách làm việc kinh nghiệm tuổi nghề của Trang Pháp. Dù chỉ mới nổi lên cách đây 4 năm nhưng các nhà sản xuất âm nhạc trẻ này bị cho có thái độ thiếu tôn trọng đàn trị và có chút ngáo quyền lực. Trang Pháp ngay sau đó đã liên tục có động thái bảo vệ đàn em trước làn sóng dư luận. Ngược lại đi táp chẳng hề có một lời xin lỗi chính thức, thậm chí còn liên tục khoe mẽ thành tích khi bị cộng đồng mạng chê bai về thực lực. Trở thành tâm điểm của nhiều ồn ào xoay quanh cuộc thi, Trang Pháp càng nhận thêm nhiều sự yêu thương. Chung các chương trình sắp diễn ra, nhiều người hy vọng nữ ca sĩ có thể giữ vững phong độ và băng băng cản đích quản quân mùa đầu tiên.